Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đang quay trở lại kênh YouTube chính thức của Techrum. Mình là Sang Hí. Ngày hôm nay thì có một tựa game đang dù chưa ra mắt, chỉ là một thông tin rò rỉ rất nhỏ thôi nhưng mà khiến cả cộng đồng vô cùng sôi sục. Sau gần 10 năm ra mắt trên phiên bản PC thì cuối cùng Liên minh huyền thoại cũng đã chuẩn bị có phiên bản chính thức chính chủ của mình trên những chiếc điện thoại. Đó chính là LOL Mobile hoặc là Liên minh huyền thoại Mobile. Chúng ta hiện tại đang biết rất nhiều trò chơi khác lấy ý tưởng, có cốt truyện và lối chơi dựa trên Liên minh huyền thoại, nhưng tới ngay thời điểm này thì vẫn chưa có chính thức bất cứ một tựa game nào chính thức là Liên minh huyền thoại Mobile cả. Và sáng nay thì Liên minh huyền thoại Mobile đã được công bố chính thức là nó sẽ sắp được ra mắt. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, như ngay cái tiêu đề các bạn thấy, đăng ký trước phiên bản beta của Liên minh huyền thoại Mobile. Để đăng ký trước thì rất đơn giản, các bạn bấm vào đường link mình để ở phần mô tả hoặc là phần bình luận game ấy, các bạn có thể bấm vào và xuất hiện ngay trang web này. Khi ở trong trang web thì các bạn đơn giản bấm nút tải về, sau đó bấm tải xuống và chờ một chút để nó tải xuống điện thoại của chúng ta. Và cái app này thì rất là nhẹ thôi, 4399. Sau khi tải về các bạn bấm mở và cài đặt nó như bình thường thôi. Xong, như vậy là cái app 4399 của mình đã được cài xong. Các bạn tiến hành mở nó lên. Ngay đầu tiên thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là cấp một số quyền gì đó, thì các bạn bấm đồng ý này, cho phép rồi bước qua bắt đầu. Đó là app của hoàn toàn của nội địa Trung Quốc nên nó chẳng có chữ tiếng Anh nào đâu. Các bạn sẽ chủ yếu là sử dụng cái app này theo cảm tính thôi. Ở ngay cái giao diện này thì các bạn bấm vào cái tab nhân vật ở dưới này, hình con người này, các bạn bấm vào cái hình ở trên, hình avatar này để còn trống. Ở đây chính là phần đăng nhập cho cái app này. Thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều cách đăng nhập bằng tài khoản của app này, bằng QQ, bằng WeChat, bằng Weibo. Thì mình đã có sẵn tài khoản WeChat rồi, mình sẽ đăng nhập bằng WeChat. Còn các bạn mà đang sử dụng những tài khoản khác, một trong ba cái này thì đều có thể dùng được. Và để cách để tạo tài khoản WeChat, QQ hay là Weibo thì đơn giản, mình nghĩ là các bạn đều biết cả rồi. Còn chưa biết thì nhớ comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Và như vậy là ở trên chỗ avatar này các bạn thấy nó không còn là một cái chỗ hình người trống nữa, mà ở trên này là hình một avatar khác rồi. Thì như vậy nghĩa là mình đã đăng nhập thành công vào cái app 4399 này. Sau đó các bạn bấm quay lại tab đầu tiên. Ở trên mục tìm kiếm các bạn nhắm vào và gõ chữ LOL. Ngay cái app đầu tiên các bạn thấy hình cái icon của Liên minh huyền thoại là các bạn biết ngay đó chính là Liên minh huyền thoại Mobile rồi. Sau khi các bạn tìm ra được cái tựa game Liên minh huyền thoại Mobile rồi thì các bạn bấm vào. Rồi, nếu mà các bạn đang tìm trên máy của mình và thấy cái giao diện giống thế này thì chính xác các bạn đã tìm đúng app rồi đó. Ở đây các bạn sẽ chú ý cái dòng bên dưới này, cái ô màu vàng ở đây, đây chính là ô đăng ký trước. Các bạn bấm vào để nó xoay một chút. Như vậy hiện giờ các bạn đã đăng ký thành công, trải nghiệm trước phiên bản beta của Liên minh huyền thoại Mobile rồi. Còn cái chỗ này nó yêu cầu các bạn bấm vào này nọ, thì ở đây là mình đã dịch thử rồi, có nghĩa là các bạn điền số điện thoại của mình vào. Khi nào cái app này có mặt chính thức, bạn may mắn là người được trải nghiệm trước tựa game thì nó sẽ thông báo qua tin nhắn để các bạn tải game về sớm nhất và trải nghiệm. Còn đây ví dụ mình điền số điện thoại của mình đi, bấm đăng ký, như vậy là xong. Rất đơn giản, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để đăng ký trước Liên minh huyền thoại Mobile phiên bản beta. Các cái bước đã đăng ký thì vô cùng đơn giản, nhưng mà cái bước cuối cùng này mới phức tạp. Hiện tại đã có tới gần 3 triệu người ở Trung Quốc và trên toàn thế giới đăng ký trước phiên bản beta của tựa game này rồi. Nên là xác suất để mình hoặc là một trong số các bạn đang xem video này trúng được cái tài khoản beta là rất nhỏ. Nhưng biết đâu hoặc là mình hoặc các bạn may mắn, hoặc là các bạn đăng ký thật nhiều tài khoản thì các bạn sẽ trải nghiệm sớm được tựa game này. Bây giờ là tháng 5 thì theo thông tin mình nhận được là khoảng nửa cuối năm nay thì tựa game này sẽ bắt đầu xuất hiện phiên bản beta. Nên là các bạn nhớ đăng ký trước, đăng ký càng sớm thì lợi thế càng cao. Chúc các bạn may mắn để có thể sớm trở thành một trong những người có thể trải nghiệm trước tựa game này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu cảm thấy thủ thuật lần này hay thì đừng quên like, share, subscribe và thông báo để không bỏ lỡ video mới trên kênh YouTube của Techrum. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.